Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Linh. Có về một lô phôi giấy mini giá rẻ cho quý cô chú anh chị mình dễ sưu tầm ha. Rồi, chào Linh. Dạ, em chào Hấp Thái, em chào cô chú anh chị mình đang xem. Hôm nay quay lại nhà vườn em có một số lô phôi giấy Mỹ giá rẻ muốn giao lưu cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình nếu mà thích thì liên hệ em qua số điện thoại 0799689431. Cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ những clip em đã lên nha cô chú anh chị mình. Rồi, đầu tiên mình lên mã số 1 ha. Một cái bô gồm 3 phôi của cô chú anh chị. Mã số 1 chiều cao là 60. Hoành 12. Mã số 1 em xin báo giá cho cô chú anh chị mình là 200 ngàn em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, 3 phôi, 1 rễ. Tiếp theo mã số 2. Chiều cao là 70. Hoành 16. Mã số 2 có giá 190.000. Mã số 3 chiều cao là 66. 3 phôi quý cô anh chị. Hoành 11. Mã số 3 giá 150.000. Mã số 4 chiều cao là 50. Hoành 11. 3 phôi. Mã số 4 có giá 150.000. Mã số 5 chiều cao là 76. Hoành 13. Gồm 2 phôi ha. Mã số 5 có giá 160.000. Mã số 6 chiều cao là 63. Hoành 12. Mã số 6 có giá 170.000. 3 phôi. Mã số 7 chiều cao là 62. Hoành 13. Mã số 7 có giá 160.000. Gồm 3 phôi quý anh chị. Mã số 8 chiều cao là 66. Hoành 17. Mã số 8 có giá 160.000. Mã số 9 chiều cao là 1m20. Hoành 12. Một cặp một cốt ha. Mã số 9 có giá 190.000. Mã số 10 3 phôi. Chiều cao là 93. Hoành 12 của chú anh chị. Mã số 10 có giá 200.000. Mã số 11 chiều cao là 90. Hoành 14. Mã số 11 có giá 200.000. Mã số 12 chiều cao là 1m. Hoành 22. Mã 12 có giá 160.000. Mã số 13. Chiều cao là 54. Gồm 3 phôi. Hoành 18. Mã 13 có giá 160.000. Mã 14 chiều cao là 60. Hoành 14. Mã 14 có giá 160.000. Mã số 15 gồm 3 phôi. Chiều cao là 58. Hoành 19 cô chú anh chị. Mã 15 có giá 170.000. Mã 16 chiều cao là 60. Hoành 10. Mã 16 có giá 160.000. Mã 17 chiều cao là 60. Hoành 15. Mã 17 có giá 170.000.
mã 18, chiều cao là 66, hoành 16. Mã 18 có giá 200.000. Mã 19, chiều cao là 55, hoành 15. Mã 19 có giá 150.000. Mã 20, chiều cao là 55, gồm 3 phôi quý anh chị, hoành 13. Mã 20 có giá 180.000. Mã 21, chiều cao là 70, hoành 11, 3 phôi. Mã 21 có giá 160.000. Mã 22, chiều cao là 55, hoành 10 cô chú anh chị. Mã 22 có giá 190.000. Gồm 5 phôi quý anh chị. 23, 2 phôi, 1 cặp. Chiều cao là 70, hoành 18. Mã 23 có giá 170.000. Mã 24, chiều cao là 66, hoành 11. Mã 24 có giá 160.000. 3 phôi. Mã 25, 4 phôi, chiều cao là 63, hoành 13. Mã 25 có giá 190.000. Mã 26, chiều cao là 70, hoành 13. Mã 26 có giá 140.000. 3 phôi. Mã 27, chiều cao là 74, hoành 13. Mã 27 có giá 160.000. Mã 28, chiều cao là 66, hoành 12. Gồm 3 phôi quý anh chị. Mã 28 có giá 140.000. Mã 29, chiều cao là 1m, 1 cặp 2 phôi, hoành 14, 1 cốt. Mã 29 có giá 170.000. Mã 30, chiều cao là 92, hoành 12. Mã 30 có giá 180.000. Gồm 3 phôi 1 cốt á. Mã 31, chiều cao là 77, hoành 14. Mã 31 có giá 180.000. Mã 32, chiều cao là 90, hoành 15. Mã 32 có giá 180.000. Mã 33, chiều cao là 75, hoành 16. Mã 33 có giá 150.000. Mã 34, chiều cao là 67, hoành 12. Mã 34 có giá 170.000. Mã 35, chiều cao là 65, hoành 14. Mã 35 có giá 160.000. 36, 2 phôi, 1 cặp. Chiều cao là 67, hoành 15. Mã 36 có giá 170.000. Mã 37, chiều cao là 70, hoành 14. Gồm 3 phôi quý anh chị.
Mã 37 có giá 180.000. Mã 38 chiều cao là 85. Hoành 17. Mã 38 có giá 170.000. Mã 39 chiều cao là 65. Hoành 18. Mã 39 có giá 140.000. Mã 40 gồm 4 phôi. Chiều cao là 70. Hoành 12. Mã 40 có giá 170.000. Mã 41 3 phôi. Chiều cao là 65. Hoành 15. Mã 41 có giá 140.000. Mã 42 chiều cao là 70. Hoành 15. Mã 42 có giá 160.000. Mã 43 chiều cao là 75. Hoành 16. Mã 43 có giá 180.000. Mã 44 chiều cao là 75. Hoành 11. Mã 44 có giá 160.000. Mã 45 chiều cao là 65. Hoành 20. Mã 45 giá 190.000. Gồm 2 phôi. Mã 46 chiều cao là 90. Hoành 14. Mã 46 có giá 160.000. Mã 47 chiều cao là 70. Hoành 14. Mã 47 có giá 160.000. Mã 48 chiều cao là 63. Hoành 15. Mã 48 có giá 170.000. Gồm 3 phôi với cô chú anh chị. Mã 50 chiều cao là 60. Hoành 19. Mã 50 có giá 160.000. 51 1 phôi 1 cốt. Chiều cao là 1m30. Hoành 16. Mã 51 có giá 160.000. 52 3 phôi. Chiều cao là 56. Hoành 11. Mã 52 có giá 160.000. Mã 53 chiều cao là 63. Hoành 25. Mã 53 có giá 170.000. 54 3 phôi. Chiều cao là 60. Hoành 17. Mã 54 có giá 180.000. Phôi 1 cốt. Mã 55 chiều cao là 1m23. Rồi 1 cặp với cô chú anh chị. Hoành 14. Mã 55 có giá 180.000. Mã 56 chiều cao là 1m13. Hoành 23. Mã 56 có giá 160.000. Mã 57 chiều cao là 1m30. Hoành 19. Mã 57 có giá 220.000. Mã 58 chiều cao là 1m.
hoành 19, mã 58 có giá 160.000. Mã 59 chiều cao là 45, hoành 14, mã 59 có giá 170.000. Mã 60 chiều cao là 63, hoành 13, mã 60 có giá 130.000. Mã 61 chiều cao là 58, hoành 13. Rồi một cặp hai phôi ha. Mã 61 có giá 140.000. Số 62 chiều cao là 86, hoành 20, mã 62 có giá 140.000. Mã 63 chiều cao là 56, cây lên mập quý cô chị, hoành 20, mã 63 có giá 180.000. Mã 64 chiều cao là 53, hoành 23, mã 64 có giá 190.000. Mã 65 chiều cao là 55, hoành 21, mã 65 có giá 170.000. Mã 66 chiều cao là 54, hoành 34, mã 66 có giá 300.000. Mã 67 chiều cao là 67, hoành 27, mã 67 có giá 240.000. Mã 68 chiều cao là 60, hoành 24, mã 68 có giá 150.000. Mã 69 chiều cao là 50, hoành 28, mã 69 có giá 280.000. Cũng là mã cuối cùng của clip hôm nay nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em qua số điện thoại 0799689431. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Thì quý cô chú anh chị mình do lên combo á, nên quý cô chú anh chị mình không rõ thì cứ liên hệ qua số Zalo của Ngọc Linh để hỗ trợ thêm nha quý cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại nha.